Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Sony 150 ADV 2022 ra mắt với cái ngoại hình gây sốc tương tự như cái chiếc XADV 750. Sony 150 ADV 2022 là một cái mẫu tay ga hoàn toàn mới đến từ hiệu của Trung Quốc vừa được ra mắt. Sở chứng minh diện mạo thiết kế rất đặc biệt, tương tự với người đàn anh của hãng Honda là XADV 750 2021. Cái điều đặc biệt lần này là cái sự gây sốc cho các cộng đồng khi cứ ngỡ rằng đây là thành viên mới của gia đình Honda ADV. Sony 150 ADV 2022 là một cái dòng tay ga của hãng Trung Quốc ra mắt vào thời điểm cuối năm 2021, đi kèm với những cái bàn tán xôn xao về nó với một cái động cơ xăng đơn dung tích là 150cc, nhưng nó không được cung cấp những thông tin chính xác về mặt công suất đầu ra. Thêm đó là việc là không có cái dấu hiệu nào cho thấy em ấy sẽ được giới thiệu tại những thị trường khác ngoài thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, với những ảnh thực tế được truyền thông Trung Quốc tiết lộ lần này, đầu tiên là mặt thiết kế của phần bộ quay trước Sony 150 ADV 2022 sở chứng minh cái phần diện mạo rất giống với cái chiếc là Honda XADV 750 2021, từ hệ thống đèn LED chiếu sáng ở phía trước cho đến cả ngay thiết kế ở phần bộ quay bên hông của con xe, thêm một vài chi tiết ở phần dàn chân. Dường như thì Sony 150 ADV 2022 là một phiên bản copy 1:1 của cái chiếc Honda XADV 750 2021. Đi cùng với một hệ thống treo trước là cái dạng phục ống lồng, trong khi phần sau là cái giảm sóc đồi có bình dầu tương tự như cái mẫu là ADV 150 2021 từ hãng Honda. Phần yên đơn chỉ kéo dài, trong khi phía sau là một cái bộ tay jack khá là to, đặt phía sau có thể chở luôn đồ cá nhân. Đến điểm hiện tại thì Sony vẫn chưa công bố mức giá bán chính thức của cái bản 150cc ADV 2022. Nhưng dự kiến Sony 150 ADV 2022 chỉ được bán ra tại thị trường Quốc. Và trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên mà các hãng xe của Trung Quốc lấy cảm hứng thiết kế từ các dòng sản phẩm đến từ hãng Honda. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.